Chào mọi người nha. Chào mọi người lại quay trở lại với kênh bonsai tượng đá của mình nha. Vừa qua mình có làm một clip cây me, làm cho cây me ra trái cả nhà. Mình cảm ơn được mọi người quan tâm rất là nhiều nha. Trong clip cây me đó thì có một cái khoản mình chưa nói nhé, cụ thể lắm, nên nay mình sẽ giải thích cụ thể cho mọi người xem nha. Một số anh em có gọi điện cho mình và nhắn tin Zalo, nhưng mà thực sự số người nhắn nhiều quá, quá nhiều thật sự luôn. Thành ra là mình không có thể nào mà mình trả lời hết được nha cả nhà. Cái gì mong mọi người thông cảm cho mình nha. Thì mình chia sẻ thôi, nhưng mà mình còn nhiều khi còn công ăn việc làm ở ngoài nữa. Thành ra là nhiều khi thời gian nó cũng không có nhiều cả nhà. Cái gì mong mọi người thông cảm nha. Chứ số lượng người nhắn tin Zalo thực sự nhiều quá, quá nhiều luôn. Đây này mình sẽ chia sẻ cụ thể trong cái clip ngày hôm nay nha cả nhà. Thì mình cũng đã nói rất là cụ thể trong cái clip đó rồi. Clip làm cây me ra trái thì thứ nhất là cây me thì nó phải già. Già thì nó mới có đủ lực thì nó nuôi cây. Rồi như cây me này này. Mình trước cách đây khoảng tầm cỡ 8 tháng mình lấy của ông anh. 8 tháng của ông anh. Cây lúc mang về là nó chưa có trái nha cả nhà. Đây. Còn hiện tại giờ là trái của nó nè. Trái của nó nè. Trước khi cây me lấy về thì cây đó nằm trong một cái chậu xi măng. Và ông anh của mình trồng 100% là cát nha cả nhà. Về mình thấy chất trồng thứ nhất là rễ nó bó kín cái cát đó rồi. Cái thứ hai là mình nhổ ra và mình thay chất trồng mới. Và cái chất trồng của mình trồng là những cái gì? Thứ nhất là cát, chấu, sơ dừa và một số ít phân chuồn quế cả nhà. Mình như vậy thôi. Bắt đầu là mình sẽ cho nó sung một thời gian. Sau đó cả nhà, sau đó là mình sẽ xiết nước. Có nghĩa là mình cho cây nó ăn chất đầy đủ để cho nó nuôi dưỡng, nó phục hồi cái bản thân của nó trong một khoảng thời gian mà nó không có sức để nó đậu trái cả nhà. Mình sẽ cho nó ăn một cái lượng phân đầy đủ, nhưng mà trong đó cái lượng phân đó nó chứa kali rất là nhiều, để cho cây nó những cái thành phần đó nó khiến cho những cái nụ hoa nó bung ra rồi sau đó nó sẽ đậu trái nha cả nhà. Nhưng mà cây phải có một lượng phân cụ thể thì nó mới có làm được cái điều đó, chứ không có thì nó không có làm được đâu cả nhà. Đây, me ra trái rất là đã. Sau khi mà mình bón phân đâu đó khoảng tầm cỡ 5 tháng sau là mình bắt đầu khoảng thời gian là xiết nước nhẹ. Có nghĩa là xiết nước từ từ, chứ không phải là xiết một là mọi người làm cho cái me nó sốc, nó nhiều khi nó bỏ cành nha cả nhà. Xiết có bằng cách, có nghĩa là mình tưới ít lại. Tưới từ từ thôi. Mỗi ngày mình tưới một xíu, chứ không có cắt nước hẳn. Để cho cây nó sốc, giống như sốc phản vệ cả nhà. Nó sẽ làm cho cái lá cây me nó già nua đi. Làm cho cây me nó già đi rồi bắt đầu nó sẽ vàng lá. Sau đó mình cắt nước đâu đó rồi bắt đầu nó sẽ vàng lá. Xong đó mình sẽ hòa một ít NPK. Rồi để cho cây nó đầy đủ cái khoáng chất trong NPK đó. Giống như phân ba màu đó. Mọi người hòa loãng ra. Ít thôi nha, một lượng rất là ít thôi. Bón nhiều lần chứ đừng có bón một lần một. Rồi mình hòa loãng ra để cho cây nó hấp thụ. Sau đó là khi mọi người tưới đẫm rồi cây me tất nhiên nó sẽ rụng lá. Những cái lá còn lại trên cây là mọi người sẽ lặt hết nha. Lặt hết để cho cây me nó bung hoa đồng loạt. Nó sẽ bung ra. Rồi mọi người cứ thả thoải mái. Khi thấy những cái nụ hoa giống như cái cây này nè. Đây là khu vườn mới của mình. Khi mà nó bung hoa giống như cái cây này nè. Đây, trái nó nè. Mọi người thấy trái nó không? Nói thì tất cả mình đều có cái cơ sở chứng minh những cái điều mình làm nha. Đó, trái nó ra rất là nhiều nè. Nói chung là cây nó phải có một cái lượng phân cụ thể. Nhưng quan trọng là phải có phân nha cả nhà. Chứ mọi người cứ thấy mà cây nó không có phân thì không thể nào mà nó đậu trái được đâu. Nó không có sức đâu.
làm gì làm thì có ăn thì nó mới vượt được đạo chứ. À, một số anh em trong cái clip cũng có hỏi rất là nhiều câu, vì cây me của em nó vàng, nó non, nói chung là cây nó phải đuổi cây nó già, nó phải đầy đủ độ nắng nha cả nhà. Nắng nhiều thì cây nó quang hợp được, nó hấp thụ phân được nha. Rồi nó hấp thụ phân được thì nó mới có khả năng nó bung trái, chứ mọi người nuôi trong cái môi trường mà nó thiếu nắng quá thì tỷ lệ độ trái của nó rất là khó nha cả nhà, rất là khó. À, một số cây me mà mình làm ra trái hầu như là cũng bán gần hết rồi cả nhà. Mình công việc chính của mình là kinh doanh và mua bán những cái mặt hàng cây bonsai. À, bên cạnh đó mình cũng chia sẻ một số cái kiến thức về những các loại cây như cắt lũa, làm cho những cái linh sam cho ra hoa mà nó không bị bỏ chi, hay là làm như thế nào đó. Hoa thơm quá cả nhà, cực kỳ thơm. Mình rất là thích linh sam. Cái hồi xưa cái cây mà để đưa mình vào con đường bonsai là cái cây linh sam cả nhà. Mình cũng mua bán mai, rồi bắt đầu có anh hàng can bán bên cạnh, anh cho một cây linh sam. Mình cũng không biết đó là cây gì. Sao vậy, thấy hoa nó ra thơm quá. Mình từ đó mình nghiện cây cả nhà. Hoa thơm, rồi bắt đầu mình tìm hiểu loại cây này loại cây gì mà sao cho hoa thơm đến như vậy. Rồi bắt đầu mình mua về chơi. Chơi một thời gian hết tiền chơi, bắt đầu chuyển qua bán để trao đổi cả nhà. Trao đổi lấy những cái cây mới về để chơi. Riết từ đó mình bán cây hồi nào không hay. Đây, me đây. À, đậu trái nè cả nhà, thấy không? À, nhưng mình thường cho cây me này ăn cái loại phân là cũng là phân vi sinh thôi nha cả nhà, vi sinh thôi, nhưng mà cái liều lượng kali nó nhiều, chủ yếu là phân dơi là nhiều, phân dơi mà dạng phân dơi nén đó cả nhà, phân dơi nén đó. Nói chung mọi người chưa làm thôi, nhưng mà nếu mà làm, chịu khó làm á, thì cây me mình sẽ nghĩ sẽ đạt theo ý thích của mọi người nha. Những cái cây me mà nó muốn cho nó ra trái thì nó đầy đủ những cái yếu tố, thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Nhưng mà quan trọng khi me đã ra trái rồi, mọi người hạn chế nước tưới lên cây, mưa gió nó lên cây nha cả nhà. Mưa gió mà bão bùng lên cái cây me mà đang ra hoa như vậy thì tỷ lệ đậu của nó rất là thấp, rất là thấp nha cả nhà. Có những cây me như vậy thì rất là hay, nó ra trái, nhìn nó ra bonsai trái nhìn nó hay lắm cả nhà. À, khu vườn mình thì thật sự cũng nhiều cây nhưng mà làm không nổi cả nhà. Thật sự về bên kỹ thuật thì có một mình nè, có lính nó phụ nữa, nhưng mà lính thì chỉ phụ những cái việc cơ bản thôi, còn những cái việc là để làm cây thì hầu như tất cả đều là mình hết. Mọi người lưu ý nha, cây me hiện tại mình đang làm là ở Bình Thuận nha cả nhà. Thời tiết Bình Thuận thì mưa thuận gió hòa, nó cũng rất là hay. Còn như ở ngoài Bắc á, thì khí hậu ngoài đó có thể nó khắc nghiệt hơn. Nóng thì nóng quá, mà lạnh thì lạnh quá. Cái chế độ dành cho cây me thì nhiều khi ngoài đó thì mình cũng không nắm rõ được cái thời tiết là như thế nào. Thành ra là mình chỉ khí hậu trong mình là nóng ẩm nha cả nhà, nóng ẩm rất là nhiều. Giới thiệu mọi người, đây là cây tròi mòi nha, trái nè. Cái đặc tính của cây này là trái 8 tháng nó mới rụng cả nhà. Trái nó đẹp cực kỳ luôn. Nó giống như chùm tiêu vậy, nhìn rất là hay. Mình cũng là mua bán kinh doanh nha cả nhà.
Thật ra mọi người cứ ưng cây gì thì cứ nhắn bên số Zalo cho mình là 0937822123. À, cái giấy này, Mỹ này cũng rất là hay nè. Mọi người có thấy để ý không, ở trên cái lớp cây thì nó có một cái, có cái lớp vàng vàng, có hồng hồng này không? Cái đó là Furadang cả nhà, thuốc trị tín trùng cả nhà. Đôi lúc mình phải rải định kỳ cho cây, nhà nó hay, những cây nó hay bị tín trùng á, mình rải cho nó để cho nó không bị nữa nha cả nhà. Cái rễ khi mà cây bị tín trùng nó xâm nhập vào cái rễ, làm cho cái đoạn rễ đó nó bị phù đi, làm cho cái chất dinh dưỡng nó không có trở, nó không có nuôi cây được, thì nó làm cho cây nó bị suy yếu nha cả nhà. Mình phải rải định kỳ cho nó, tầm tháng 2 tháng mình rải lần. Mình thì mình chuyên rất là nhiều loại cây, hầu như tất cả các mặt hàng nào mình cũng đều có cả nhà. Tất cả các mặt hàng, cây nào mình hầu như mình cũng đều có trong đó cả. À, trong tất cả các cây me không phải cây nào cũng làm ra trái được nha cả nhà. Cây me này mình làm ra, mình làm cũng mới, cũng thời gian cũng 6-7 tháng rồi, cũng rất là già, nhưng mà chắc có lẽ là cái chậu nó cũng mỏng quá, nó không có đủ lực để nó nuôi cái cây, không nuôi đủ lực để nó bung trái ra. Nhưng cây me này đối với mình nó rất là đẹp, tay cành mịn màng, hàng bonsai. Mình chưa làm cái này ra trái được, có lẽ là phải thay cái chậu lớn hơn xíu để cho nó có lực. À, thôi lấy đến đây là kết thúc nha cả nhà. À, mình chia sẻ thêm một số vấn đề về cây me như vậy, thì mong mọi người quan tâm và theo dõi nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hy vọng là một số cái lời nhắn của mình sẽ giải đáp được thắc mắc của mọi người. À, cảm ơn mọi người rất là nhiều. À, chào mọi người nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. À, nếu mọi người thấy hay thì hãy đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. À, cảm ơn mọi người rất là nhiều.